Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh đoàn Kiên Giang và dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã tổ chức Ngày hội môi trường năm 2024, sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc quả. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, Ngày hội môi trường tỉnh Kiên Giang được tổ chức là một trong những hoạt động thực hiện tháng hành động vì môi trường, qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, thúc đẩy các hành động cụ thể trong việc bảo vệ môi trường. Nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến với tất cả các tầng lớp nhân dân, và đồng thời song song đó thì gắn với cái triển khai cái mô hình thí điểm mà phân loại cái pin thải là một loại chất thải gắn nguy hại trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Rồi trên cơ sở đó thì nhân rộng cái mô hình phân loại này ra trên địa bàn toàn tỉnh. Cái kỳ vọng của cái ngày hội hôm nay thì là sẽ lan tỏa được cái ý thức bảo vệ môi trường đến tầng lớp nhân dân. Ngày hội môi trường tỉnh Kiên Giang năm nay có nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa như đổi pin thải và tham gia các mini game để nhận sách, cây xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Người tham dự còn được thực hành tạo viên nén khử mùi từ bã cà phê, tái chế phụ phẩm nông nghiệp để trồng cây xanh và tìm hiểu ứng dụng IMO làm nước rửa chén và nước lau sàn vi sinh. Các gian hàng cũng trưng bày các sản phẩm xanh, tranh vỏ tràm, sản phẩm tái chế và cung cấp thông tin về nhựa và phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Một trong những điểm nhấn của ngày hội là tiết mục giao lưu với các tác giả đoạt giải trong cuộc thi, đề xuất mô hình ứng phó biến đổi khí hậu và doanh nghiệp khởi nghiệp xanh. Các tác phẩm đoạt giải không chỉ phản ánh hiện thực mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ, kêu gọi mọi người chung tay hành động vì một môi trường bền vững. Con thấy trong những năm gần đây là môi trường đang ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là môi trường biển, là nó cũng đồng thời ảnh hưởng đến các sinh vật biển sinh sống tại nơi đó. Và bức tranh của máy siêu việt của con thì cũng được lấy ý tưởng từ một con cua. Và con cũng mong muốn là các nhà khoa học trong tương lai gần sẽ làm một cỗ máy có hình con cua để chế tạo rác thải và sử dụng ra những là tạo ra những sản phẩm hữu ích cho con người. Gian hàng trưng bày các sản phẩm từ thiên nhiên, tái chế đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự. Các sản phẩm được tạo nên không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn hàm chứa ý nghĩa và thông điệp tích cực đến cộng đồng. Ngoài trưng bày sản phẩm, đại diện các gian hàng còn tương tác, hướng dẫn người tham dự cách tái chế và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả, ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa trong môi trường. Chuyên về các mặt hàng là thủ công mỹ nghệ, là từ cỏ bàng, lục bình và dây chuối. Từ những cái sản phẩm này là chúng tôi muốn đem đến là cho mọi người thấy được rằng là chúng ta hãy yêu môi trường, hãy bảo vệ môi trường. Tại vì môi trường đã cho chúng ta quá nhiều thứ và đã nuôi sống chúng ta, cho nên chúng ta phải trả lại môi trường những cái gì đó là quý giá nhất. Giờ em cảm nhận về không khí sự kiện ngày hôm nay là mọi người rất là đông và rất là náo nhiệt ạ. Sau khi trải nghiệm các hoạt động ở đây và các gian hàng, em cảm thấy chúng ta nên sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên để giảm thiểu rác thải nhựa, để góp một phần cho môi trường trở nên xanh sạch đẹp hơn. Ngày hội môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2024 không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh mà còn khuyến khích người dân thực hành lối sống thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững và xanh sạch.